Thương hiệu đồng hồ Hublot đã trở nên nổi tiếng toàn cầu nhờ sự đổi mới không ngừng và phong cách độc đáo. Những chiếc đồng hồ Hublot không chỉ dễ dàng kết hợp với các phụ kiện thời trang và trang phục mà còn được nhiều người nổi tiếng trong lĩnh vực điện ảnh, âm nhạc và thể thao chuyên nghiệp tin dùng. Trong đó có một thiết kế vô cùng độc đáo với hệ thống thay dây thông minh One Click. Với nút bấm thông minh, người dùng có thể dễ dàng thay đổi các mẫu dây đeo khác nhau để thể hiện cá tính của mình. Hôm nay, Kỳ Lân Luxury xin giới thiệu chiếc đồng hồ Hublot Big Bang One Click mã 465SE2010RW1204. Chiếc đồng hồ này có bộ vỏ được làm từ thép không gỉ và kích thước mặt số là 39mm, phù hợp cho cả nam và nữ. Vành bezel được cố định bằng 6 đinh ốc và đính 42 viên kim cương do Hublot sản xuất. 4 phần đầu càng của đồng hồ được đánh bóng tỉ mỉ, trong khi phần nối dây được chạy xước mờ. Bên thân đồng hồ có 2 khung nhựa bảo vệ núm 9 giờ. Đây là thiết kế đặc trưng của bộ sưu tập Big Bang. Mặt số của phiên bản này có màu trắng mịn và thanh thoát. Các cọc số chỉ giờ được thiết kế dạng cọc rỗng và cọc tự nhiên đan xen. Kim giờ, kim phút và các cọc số rỗng đều được phủ lớp dạ quang, giúp người dùng xem trong điều kiện thiếu ánh sáng. Ô chỉ ngày được đặt ở vị trí 3 giờ. Dây đeo bằng cao su cao cấp của Hublot có màu trắng nhẹ nhàng và khỏe khoắn. Dây cao su không bị ẩm mốc, dễ dàng vệ sinh và có khả năng chống ăn mòn cao. Đặc biệt, tính năng One Click giúp người dùng dễ dàng thay đổi dây đeo, tạo nên phong cách riêng. Mặt sau của đồng hồ được thiết kế lộ bộ máy, bao bọc bởi lớp kính sapphire chống lóa. Bên trong là bộ máy Calibre HUB1710 tự động lên dây do Hublot sản xuất, với khả năng dự trữ năng lượng lên đến 50 giờ, đảm bảo cho đồng hồ hoạt động ổn định và bền bỉ. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.